Trong không khí tràn đầy sắc xuân của những ngày đầu năm mới, nhiều thanh niên ưu tú, tràn đầy nhiệt huyết và ý chí sục sôi tuổi trẻ của tỉnh Điện Biên đã hăng hái lên đường nhập ngũ, tham gia huấn luyện để bảo vệ Tổ quốc. 7 giờ 30 phút sáng ngày 27 tháng 2, lễ giao nhận thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024 mới bắt đầu. Nhưng từ sáng sớm, các điểm giao nhận quân tại thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên đã trở nên rộn ràng với rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu. Năm 2024, trong số các tân binh được tuyển chọn nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự của tỉnh Điện Biên, có 346 chiến sĩ tham gia phục vụ có thời hạn trong Công an Nhân dân, trong đó 250 chiến sĩ phục vụ tại Công an tỉnh Điện Biên, 66 chiến sĩ tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và 30 chiến sĩ phục vụ tại Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục, Trường Giáo dưỡng Bộ Công an. Trong đó, nhiều tân binh có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp. Được khoác lên người bộ quân phục màu xanh, được tham gia thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc là niềm mơ ước của không ít tân binh. Đây chính là quãng thời gian tuổi trẻ tươi đẹp của các em sẽ được chui rèn bản lĩnh, ý chí, trau dồi kiến thức, kỹ năng cùng những trải nghiệm mà không phải ai cũng may mắn có được trong hành trang lập thân lập nghiệp của mình. Em rất là vinh dự, tự hào và rất hào hứng và rất vui sướng và khi được đứng trong đội ngũ của lực lượng của công an chiến sĩ mới. Cùng với các tân binh khác có mặt tại điểm giao nhận quân của thành phố Điện Biên Phủ, tân binh Lường Văn Đức chia sẻ, được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Điện Biên Phủ có truyền thống anh hùng cách mạng. Cũng giống nhiều thanh niên khác, em mong muốn được đứng trong hàng ngũ của những người chiến sĩ, trực tiếp thực hiện quyền, nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ quê hương bằng chính sức trẻ của mình để viết tiếp những trang sử vẻ vang của nơi này. Em cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi được là một người lính để phục vụ cho Tổ quốc và quê hương của mình ạ. Em sẽ cố gắng phấn đấu và rèn luyện bản thân để mình trở thành một người công dân ưu tú của quê hương, một người lính nhiệt huyết với... Đưa con lên đường nhập ngũ, anh Lường Văn Tuấn chia sẻ, bản thân cũng là một người từng được rèn luyện trong môi trường quân đội, nên hiểu rằng đây là trường đại học lớn để thanh niên rèn luyện và trưởng thành. Con trai tôi rất vui và tự tin lên đường nhập ngũ. Điều đó càng làm tôi tin tưởng, sau những năm tháng quân ngũ, các tân binh hôm nay sẽ chững chạc hơn, khôn lớn hơn. Tôi có hai cháu, thì cháu lớn của tôi đã tham gia nghĩa vụ quân sự Công an Nhân dân. Tôi rất vinh dự, con tôi được đứng vào hàng ngũ Công an Nhân dân. Tôi rất tin tưởng và giao con cho tôi, cho Đảng và Nhà nước. 100% công dân nhận lệnh nhập ngũ của tỉnh Điện Biên năm nay là những thanh niên ưu tú, đảm bảo tiêu chuẩn về chính trị, văn hóa, sức khỏe, là những người có ý chí, nhiệt huyết, sẵn sàng tâm thế tham gia huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh Tổ quốc. Chắc chắn, các em sẽ là đội hậu bị tuyệt đối trung thành, toàn diện, ưu tú nhất bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đất nước, quê hương.